xem video của Phước qua YouTube đó, và hôm nay quyết định là nhờ Phước lên để tư vấn dùng dạy và lên hoạt động cho anh đang ở huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Tâm video của Phước trong thời gian qua. Ok. Rồi bây giờ mình kể cho các bạn nghe, đây là một cái hành trình dài nè. Kiếm mà từ ngoài đường nhiều á đi tới đường mẹ rồi tới đường đất đỏ, đá đỏ luôn, đi như là ở Đồng Nai vậy đó các bạn. Thật sự cảnh này thì mình đi mình cảm giác giống như là mình nhớ lại ngày xưa mình ở Đồng Nai, hai bên có đồng vàng luôn. Thank you.
quay phim lại mới được. Để xe ngoài anh có khóa cổ chưa? Khóa rồi. Yên tâm. Đi chơi vô lạ chắc cú rồi, khóa trước cái chắc cú. Đây gần tới Đức Hòa luôn còn gì nữa. Gần giáp Sài Gòn rồi. Bên hình như lên khoảng chục cây nữa tới Campuchia rồi đó. Đúng rồi. Cái chỗ này là bữa nay là mình đi thăm hộ nuôi nè. Hợp đồng này là nó đọc đầy ở luôn nè. Vậy ai cái đường kia là vô xe tải được không cưng? Dạ không, đường kia vô xe máy vô xe tải nữa. Xe tải đang có lại cái đường phía trước à. À. Rồi, mình cũng hình dung được cái chỗ rồi. Chút. Đó, đường xá là bơi xuồng. Đi cảnh này nhớ giống rừng của mình á. Ở đây có điện đốm gì không cưng? Dạ. Đây có điện đốm gì không? Điện có nhưng mà phải câu mới được. Trang em đây muốn câu cho em đây xài bình. À. Em đây xài bình. Điện thì câu của bà quá. Gần tới chưa? Còn tốt trọng luôn kìa. Tới cho cái chòi chòi là cái gì đó? Cái chòi. Gán bơi đi mai sổ tay luôn. Bơi hoài, bơi biết luôn. Này chỉ có bơi xuồng thôi, mà vô đài nhỏ. Đấy, đẩy tiếp nè. À, lỡ xuồng nãy nhẹ đó, không có xuồng cây là hồi nãy giờ quên, hồi là quên không nổi rồi đó. Nó nhẹ quá. Ở trên đây dắt cá còn nhiều ha. Mỗi lần nó bên mọc quá bên này. Kế bên đây là giáp ranh đây nè, thánh thần ơi, giờ nó chạy lên đây nhìn mới nhớ. Y chang. Bển mò dính cá đó. Mò chứ khỏi cần làm gì chứ. Trời ơi, cuối cùng cũng tới được chỗ rồi. Tại đi hai người không có gượng nổi luôn. Đồng nước không cài chắc lên cũng có cả nửa tháng rồi quá. Cái này Minh Thiên. Ờ, có xuồng máy kìa. Dạ, có xuồng máy đó, nhưng mà phải chạy lên tuốt trên kia mới quay đầu được. Chứ chỗ này nhỏ có quay đầu được. Trời ơi. Có dụng cụ ngoài xài không được. Với lại cho em tháo cái dây cro nè. À, vậy cho chắc. Tháo ra cho em để bơm nước vừa. Rồi, cuối cùng cũng tới được Tây Thiên rồi. Chào các bạn ha. Mình tới chỗ hộ nuôi chuẩn bị liên kết như nãy mình có quay giới thiệu ha. Đây nè. Đó, đồng lúa mênh mông. Mình đang ở Thạnh Hóa Long An nha các bạn. Nước thì trắng đồng. Đó. Đây chủ nhà có nuôi vịt. Rồi anh có cái bờ bao này để nữa để tận dụng nuôi. À, dự định là nuôi heo rừng đó.
để làm kinh tế gia đình nè. À, này kêu là túp liều chanh và hai quả tim vàng. Thấy. Bây giờ mà thiệt tình là bỏ mình ở đây là mình không biết đường về luôn á. Đó, cái mô hình này mình thấy cái đất mà chuẩn bị làm này thấy nó có vẻ nó hơi hẹp xí. Đó, thì cái mô hình ở đây của mình là chuẩn bị triển khai là khoảng 8 tháng một đợt. Với cái vốn mà đầu tư là khoảng 50 triệu. Đó. Đây nè, cái bờ đất rất là dài nè. Ở cái vùng này thì mình thấy trồng toàn là tràm, thấy không à? Anh trồng thêm dừa. Ở dưới đây nhiều có cá nè. Đây nghĩ là chắc ruộng quá. Vịt cái bờ đất này làm cho triển khai có thể được. Nếu mà múc ra một miếng thì quá chỉ ngon rồi. Tiếc quá trời tiếc. Đó, bạn thấy không? Nếu mà ở đây làm thì mình phải triển khai thêm chuối cây. Đó, bạn thấy điều kiện là ok luôn. Nó nằm tách biệt giữa đồng giữa ruộng. Thôi bây giờ mình để mình lên bản đồ mình sạch lại cái chỗ vị trí của mình coi mình ở đâu đi, nữa không biết đường mình vô. Xí đi mình hướng dẫn xì chuồng mình sẽ chỉ cho các bạn. Nhìn cái nước, nhìn cái nước là thấy thèm ha. Rồi xíu nữa mình xì chuồng xong mình chỉ cho các bạn ha.